Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Real Life Craft. Và hiện tại thì mùa đông vẫn còn nè, cho nên bây giờ mình sẽ quyết định xuống Nether một chuyến tìm những cái magma sát ấy về chế tạo cái lò sưởi thôi. Giờ thì mình cần phải thắp cái cổng Nether trước cái đã, tại vì mình đã dọn cái cổng Nether cũ và mang những cái khối hắc diện thạch qua đây nè. Giờ thì đặt ra, và lần này mình làm cánh cổng cũng bự bự hơn lúc trước nữa để mình có thể ra vào dễ dàng hơn. Kế tiếp mình sẽ thắp nó lên một cái. Đó, vậy là chúng ta đã có được một cái cánh cổng Nether rồi. Giờ thì mình sẽ vào trong nhà để chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi đi xuống dưới Nether nhá. Ở phía dưới thì sẽ có rất là nhiều những con quái vật có khả năng gây cháy, cho nên bây giờ mình sẽ chế tạo một cái mắt của rồng. Thứ này có thể giúp mình nhìn trong bóng tối và đặc biệt hơn còn giúp mình kháng lửa nữa. Nhưng mà cái vật liệu chế tạo thì khá là mắc, nhất là đầu rồng này. Mình phải rất là khó khăn khi mà đi tìm những cái đầu rồng. Cần phải có thêm những cái glowing ingot này. Cần phải có sắt cũng như là kiếm kim cương nữa. Giờ thì mình sẽ vào trong nhà kho cũ để mình chế tạo những cái cây kiếm kim cương nhá. Cần khoảng 4 cây. Mình có những cái ván nè, mình sẽ cưa ra một ít đi. Lấy cây cưa ra thôi. Sau đó cho vào cái ô chế tạo và cưa ra. Mình sẽ chế tạo đủ 4 cây luôn. Cho vào đây nè. Kiếm kim cương. Đây, búp là 4 cây. Đó, vậy là đủ rồi. Kế tiếp thì mình cần phải chế tạo thêm những cái glowing ingot này. Và cần thêm bột quỷ lửa hả? Hình như trong rương của mình còn một vài cái bột quỷ lửa nữa để mình sử dụng nốt luôn. Và khi xuống dưới Nether thì mình có thể thoải mái farm những cái con play ấy và kiếm thêm những cái bột quỷ lửa này, nên không cần phải lo lắng lắm. Rồi, giờ thì mình sẽ chế tạo những cái glowing ingot nhá. Đây, được 3 cái. Ồ, 3 cái là vừa đủ luôn á, tại vì mình có được một chiếc nhẫn này rồi. Đó, vậy là mình sẽ chế tạo luôn công thức như vậy. Vậy là mình đã sở hữu được mắt của rồng rồi. Thứ này thì mình có thể đội lên đầu ấy. Ten ten. Đó, nó đã cho mình cái hiệu ứng kháng lửa bên đây rồi nè. Nhưng mà giờ còn tối đúng không? Giờ mình sẽ bật chức năng nhìn trong bóng đêm. Úp. Đó, nhìn trong bóng đêm nè. Tắt. Tép. À, tắt được luôn, có thể bật và tắt luôn á các bạn. Và những thứ này thì không cần thiết nữa nên mình sẽ cho vào trong rương lại. Bột quỷ lửa cho vào đây. Xương rồng mình chưa có kịp trồng nữa, sắp tới mình phải tìm một khu nào đó để trồng xương rồng thôi, tại vì xương rồng có thể giúp mình chế tạo những cái lọ thuốc trị thương ấy. Ván gỗ thì chắc sẽ cho vào cái ba lô này đi. Và để xuống dưới thì mình sẽ chuẩn bị một cái xô nước nè, cũng như là một cái vạt giúp mình có thể hạ nhiệt ở phía dưới, tại vì ở dưới nó nóng như lắm luôn á. Giờ thì bật cái chức năng nhìn trong bóng đêm nhìn cho nó sáng coi. Gỡ cái bộ giáp ba bằng len cô này ra, mặc vào giáp rồng. Xuống dưới phải có giáp rồng thì chiến đấu mới tốt được. Còn những giáp này thì mình sẽ treo ở nhà, khi nào về thì mặc tiếp. Rồi, treo vô. Như đây đồ thì cũng khá là đủ rồi đó. Và coi nào, mình còn táo vàng không ta? Táo vàng. Đây mình có táo vàng nè, mình sẽ mang theo dự phòng thôi. Rồi thuốc thì mình sẽ hộp áo tức thị nè, lấy luôn. Và mang theo một ít cái medkit nữa. Medkit mình nó cũng gần hư mất tiêu rồi. Tầm này đồ cũng khá là đủ rồi đó. Giờ thì chắc mình sẽ... À, còn thiếu thức ăn. 13 cái đùi gà này chắc không có thấm vào đâu khi mà xuống Nether đâu, nên mình sẽ lấy thêm một ít hôm trước còn thừa nè. Mấy cái thức ăn này một xíu về thì mình sẽ ăn sau. Có cả trứng nữa. Nhưng mà thôi đi, ăn thịt gà được rồi. Giờ thì chắc mình sẽ đi vào cánh cổng Nether luôn thôi. Rồi, hy vọng sau chuyến này về thì mình có thể tìm được những cái mảnh vỡ của khói mắt ma và chế tạo cái lò sưởi gấp thôi, chứ giờ lạnh như lắm luôn rồi. Hy vọng lần này sẽ xuất hiện một nơi an toàn. Hell's Fury, meet your doom. Ui, mới xuống đã gặp một cái sự kiện rồi. Ui, mới xuống đã gặp một sự kiện gì rồi. Ui, có điềm rồi đó. Ui, mới xuống mình đã gặp quái vật hả? Ây chay. Ui, mấy cái tên này quýnh mình hả? Và rồi là cái Nether Quốc này thì quýnh mình nè. Nó mấy cái tên lửa bay bay này cũng cho mình những cái que của quỳ lửa nữa, nên rất là tiện luôn. Dập lửa ở đây trước đi. Ui, nguy hiểm vậy ta, cơ thể mình coi. Ui, ngay phần đầu hết một phần máu rồi nè. Để mình dùng cái medkit này cho nó đầy cái thanh máu trước đã. Ây da, ây da. Ui, ý mà mình có kháng lửa rồi đó mà còn nguy hiểm vậy. May mà mình chuẩn bị kỹ càng. Rồi, chỉ vết thương cũng được một phần rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chiến đấu thôi. Mình sẽ đi lên trên này. Và mục tiêu của mình á là cố gắng đi tìm những cái... Ây da, bắn hoài vậy. Có biết là người ta đang làm nhiệm vụ tìm những cái mảnh vỡ của mắt ma không? Ui,
con gì nữa đây? Ủa mấy con này hôm bữa mình gặp dưới hang mà. Hôm nay xuống này đồ tìm mình luôn hả? Ủa dưới đây nguy hiểm luôn, mình gặp mình luôn á. Ây da. Ui. Ủa cái tên này quấy rầy mình hoài hoài vậy ta? Còn quánh vô phần đầu mình mới đau á chứ. Thôi thôi không ổn rồi, chạy 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 thôi. Ui quái xuất hiện đầy luôn á. Quái nè, ấy á. Ui tên này khác mũi tên à. Hình như tên này khác mũi tên hay sao ấy. Kháng mũi tên nè, này thì kháng hả. Ấy á, con gì mới đẩy mình. Ui đây còn có lửa đỏ nữa nè. Hết lửa tím của mấy cái tên ma trời giờ tới lửa đỏ. Ui mắt ma kìa. Ui ở đây nhiều quái vật quá. Ấy da, ấy da. Bị thương rồi, bị thương rồi. Bị thương một cái. Ui có con màu xanh nữa. Ui đây thật sự là một cơn ác mộng luôn á. Xuống này đời thật là nguy hiểm. Còn mấy cái quả bóng gì nữa nè. Ui đừng có đánh nữa mấy anh ơi. Em chỉ muốn đi tìm những cái mảnh vỡ của mắt ma về chế tạo cái lò sưởi thôi, chứ không có muốn quấy gậy đâu. Ui ở đây còn có mấy con bồ cạp nữa. Ui quên đặt cái ba lô xuống liền, đặt ba lô xuống liền. Lấy cái này ra để sửa, để làm mát lại chứ giờ nó nóng lắm rồi. Nói gì mình mới có thể mang nước xuống này đờ được. Dạ dạ, vô lẹ. Không con nào quấy rầy nha. Quấy rầy hả? Ấy da, một hit không chết được mấy con này luôn. Ủa hay mới chết được. Ui dịu đi đừng có nóng quá. Gần đây thì không có mấy cái cục mắt ma, phải xuống gần lava kìa mới gặp được. Ui các linh hồn còn bay lên mấy cái gì nữa chứ. Nguy hiểm thiệt. Rồi hy vọng dịu lại đi chứ vậy là thấy không ổn rồi đó. Nóng quá. Ui có dịu bớt chưa vậy? Hay là làm liền một phát chạy xuống dưới luôn ta. Ok giờ mình sẽ uống một ngụm nước, sau đó làm liền một phát chạy xuống dưới lấy mắt ma chạy lên nha. À mà quên, chị thương cái đã. Vết thương phần đầu mình còn khá là nặng nè. Chị thương một phát đi. Đó chị một lần nữa. Rồi đầy máu rồi. Ui chết. Rồi mình quên lấy nước ra rồi. Tìm mắt ma lẹ, tìm mắt ma lẹ. Ây da bị sốc nhiệt rồi, bị sốc nhiệt rồi. Ui ui ui. À đây có nè. Rồi lấy lẹ về. Ui dưới này còn có mấy tên này nữa. Rồi cố lên. 1, 2, 3. Ây da dưới còn có mấy cái. Rồi. Lấy lẹ về. Được nhiêu rồi. 9 cái đủ rồi. Về thôi. Ây da. Đừng. Ui giờ mình đang rất là bị nóng luôn ấy. Đã vậy còn không nhảy lên được nữa. Bị kẹt cái gì rồi. No, mình không muốn chết cháy ở đây đâu. Đi lên. Làm ơn đừng ai quánh nha. Ui mấy con quái vật ơi tha đi. Ây da. Ui bốc quả rồi, người mình bốc quả rồi. Chạy viết về. À quên, dùng cái medkit trước đã. Đầy vết thương trước cái đã, chị làm vết thương đi rồi đi tiếp. Rồi, ui ra vậy còn dính hiệu ứng quy đờ của con nào nữa chứ. Thôi, em chỉ xuống đây một xíu thôi à. Về thôi. Hoàn thành nhiệm vụ rồi các bạn ơi. Nether thật sự là một cơn ác mộng trong thế giới real life rác này. Rất là nguy hiểm luôn. Con quái vật nào cũng quánh mình được hết á. Ý là đã có nhẫn khắc chế cái dòng lửa rồi. Cố lên, đừng có quấy rầy người khác coi. Về thôi. Ui sao Huy dám tắt cái cánh cổng của ta. Cái tên này Huy nó nổ một phát hư cánh cổng luôn. Ai mà mình có mang theo cái vật lửa. Rồi. Ủa đây đâu vậy? Sao lại dịch chuyển ra đây? Ủa đây là đâu vậy? Ủa? Ui hên quá, dịch chuyển gần nhà. Kỳ vậy ta, cánh cổng mình để đằng kia mà. Ui có trục trặc kỹ thuật rồi, mình đặt cánh cổng đằng kia mà lại dịch chuyển qua đây rồi. À mình nhớ rồi, bên kia mình chưa có dập xong, mình chưa có dập cái cổng bên kia ấy, hèn gì nó không có kết nối lại được. Ây, skeleton đừng có bắn. Ui skeleton bắn phát ra sấm sét luôn chứ. Thôi, tha đi, vô ngủ. Ngủ cái nè. Mày quá, vẫn còn lành lặn khi trở về.
Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng những cái mắt ma sát này kết hợp với những cái cục đá. Không biết cái cục đá này có làm được không ta. Mình cần phải có thêm redstone nữa. Đây một redstone. Để bây giờ mình sẽ thử chế tạo bằng cái đá netherrack này xem coi có được không nhá. Đây công thức nó là như vậy. Ồ có vẻ cái netherrack không có áp dụng được để chế tạo cái lò sưởi. Vậy là mình phải bắt buộc sử dụng mấy cái đá khác rồi. Chắc mình sẽ sử dụng đá cuội đi. Đá cuội rất là nhiều nè. Rồi sau đó đặt vào đây. Cái tiếp là redstone ở giữa và mắt ma sát. Yay, cuối cùng cũng được rồi. Và mình cần phải có thêm một cái cần gạt nữa. Cần gạt thì cần phải có que cũng như là một đá cuội. Mình sẽ dùng cây cưa để cưa ra trước cái đã. Lấy cây cưa ra. Cưa ra để kiếm que coi. Đó, và làm một cái cần gạt. Đá cuội lên trên. À, ngược lại. Yay, giờ thì hết sợ lạnh rồi. Có thể mặc giáp rồng thoải mái mà không sợ bị lạnh nữa. Đây, đặt cái này nè. Để cái này xuống. Đó, giờ thì không dùng cái máy lạnh đâu, dùng cái máy sưởi nè. Giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái rồi sau đó chuẩn bị làm công việc tiếp theo nha các bạn. Hôm trước mình có tiêu diệt được một con ếch á và nó rơi ra cho mình một ít cái quả bóng chất nhờn nè. Bây giờ mình sẽ sử dụng quả bóng chất nhờn này để chế tạo sợi dây và dẫn hai bé hu hôm bữa mà mình gặp nhá. Mình cần phải có thêm chỉ nữa. Đây mình sẽ lấy ra một ít chỉ. Rồi làm cái sợi dây thôi, hình như công thức nó là như vậy nè. Được luôn. vừa đủ. Rồi giờ cắt chỉ vô đây lại. Sau đó à mà quên nữa, ở đây mình có một ít cái thịt của cái con Chupacabra nè. Cái thịt con này hôm bữa mình tiêu diệt được quá trời mà chưa có ăn, để giờ ăn thử luôn. Rồi như thịt con này ăn vô một phát là mình đầy ra nước ăn hay sao á. Hình như là vậy. Rồi ngoài ra mình còn con nào nữa không ta. Còn thịt con nào mà có thể nôm được không. À ở đây có thịt con ngoài sa mạc nè. Để mình thử mình nung lên luôn coi. Đó, mấy cái thức ăn của trong đây á đều có thể nung lên được á các bạn ơi. Ở đây thì còn con wheel nữa nè. Để coi có nung lên được không. À cái này thì không có nung lên được. Mà hiện tại mình đang bị lạnh kìa. Vô trong nhà sưởi ấm thôi. Lẹ lên. Tắt cái này. Quên nữa, tắt cái này. Hồi nãy nó bị nóng quá nên mình phải bật cái máy lạnh lên mà giờ bị nó bị lạnh luôn rồi kìa. Ôi thiệt tình, đến giờ bật cái này một hồi bị nóng, bật cái này một hồi là bị lạnh. Phải làm sao vậy ta? Bây giờ mình chưa có tìm được cái dòng enchant giúp mình có thể điều hòa cái thân nhiệt ấy, nên cũng hơi khó khăn. Các bạn bóng chất nhận vào đây đi. Rồi giờ thì mình sẽ đặt lại cái này mà tắt cái này trước đã. Rồi sau đó thì mình sẽ lên đường và dẫn cái bé Hu về đây nhá. Nhưng mà lần này mình sẽ không đi một mình, mà mình sẽ dẫn cái đội quân chó sói của mình theo. Đây đến lúc xuất chiến rồi các em ơi. Mình sẽ dẫn mấy bé sói nào trưởng thành thôi. Sói con thì ở nhà, đợi khi nào lớn thì mới cho đi theo. Đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bé nè. Khoảng 9 bé. Ui. Đừng, bé nào chưa có quân phục thì ra đây anh phát cho. Đi, ra đây nào. Ra đây, đừng có chen nhá. Điểm danh nè, 1, 2, 3. Rồi, có 3 đồng chí rồi. Tạm thời cho mấy đồng chí này ngồi ở đây đi. 4 đồng chí luôn. đây là đồng chí đội trưởng nè. Rồi, 5. Còn ai nữa? Ra nào. Đừng trong nhà nữa, tới lúc làm việc rồi nè. Ra ngoài. Rồi, ngồi ngoài trước đi. Còn ai nữa không? Hả? Ồ, còn mấy đồng chí này không biết đường xuống. Nhà mình có 2 tầng mà không biết đường xuống hả? Mấy đồng chí này chưa có quân phục. Ui, mấy đồng chí này lớn hết rồi. Rồi, đi theo xuống dưới hết nè. Xuống đây. Phải đợi nữa các bạn ơi. Người nhà rộng quá, cũng khổ quá. Rồi, xuống nào. Đồng chí kia đứng chảnh làm gì đây? Hay. Đồng chí kia lì quá, kêu hoài mà không xuống. Rồi, tạm thời lo mấy đồng chí kia. Á, dịch chuyển luôn à. Wow, xịn nha. Rồi, ngồi xuống đi. Ai chưa có quân phục thì một xíu mình sẽ phát. Giờ thì mình sẽ dẫn nốt 1, 2, 3, 4. 4 tên này xuống nè. Đi xuống nào. Rồi, 1. Ủa sao không xuống một lượt luôn đi cho dễ. 3 rồi nè, còn 1 nữa đâu. À đây, xuống luôn. Mặc giáp mà sao không chịu đi xuống trước vậy. Để mấy người không mặc giáp xuống trước mà. Rồi, đi ra bên ngoài nào. Ra đây thì mình sẽ bắt đầu vào trong nhà và lấy những cái bộ giáp mà mình đã chế tạo hôm trước còn thừa nè. Đây 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Còn 5 bộ luôn. Đồng chí này chưa có hả? Cho đồng chí một cái. Đồng chí này cũng vậy luôn. Đồng chí này có rồi, ngồi xuống. Có rồi thì ngồi xuống. Ây da.
Ủa nhầm, cho ăn là lại đẻ ra thêm á, giờ thì chưa cần đẻ ra đâu. Đồng chí này chưa có nè, còn một bộ thôi. Ô vậy là đồng chí này chưa không được, phải chế tạo thêm. Để đồng chí đó không có giáp thì thiệt thòi lắm. Em sẽ lấy ra một ít sắt mình đang có và chế tạo thêm thôi. Ui, sao không ở ngoài đi, vô đây làm gì, khổ quá. Rồi đặt theo công thức như vậy đó, đồng chí đã có giáp rồi nha, không cần phải phân bì đâu. Ui, không vô giường ngủ được, đi ra ngoài, ra ngoài hết. Giờ mình đã thành đội trưởng rồi nè, khi nào không có mình thì bé sói này mới là cái đội trưởng nha. Tạm thời thì mình sẽ cho ngồi hết ở ngoài này. Ui, sao còn sót một đồng chí này đấy. Ui, còn sót một đồng chí nè, phải cho đồng chí đó có giáp luôn mới được. Hay là cho gỡ giáp đồng chí này ra đi, đồng chí này đâu có chiến đấu đâu. Rồi ra ngoài, đồng chí này mặc giáp vô nha. Rồi trong việc phân phát quân phục các bạn ơi. Rồi ra ngoài hết. Ra đây, tập hợp. Ngồi xuống. Đủ chưa? Có vẻ đủ rồi đó, giờ tạm thời cho mấy đồng chí ở ngoài canh gác nha. Tôi vô trong ngủ cái rồi sáng dậy đi khám phá thôi, cũng như là dẫn mấy bé hu về. Rồi, mình không biết có nên thưởng không ta. Giờ mà mình thưởng thì mấy bé này lại sinh sản ra thêm á. Giờ cho đồng chí kim cương này đứng lên nè. Tiếp theo đồng chí vàng. Còn mấy đồng chí này cũng vậy luôn. Rồi đứng lên, đồng chí đó ở nhà dưới nhà nha. Rồi đứng lên hết nè. Đội quân của mình hơi bị đông nha. Rồi đã đứng lên hết rồi nè. Giờ thì cùng nhau lên đường thôi. À mà quên, phải điểm danh nữa. Một. Ui đông quá, sao có điểm danh đây. Đông quá. Điểm danh từ từ thôi. Một. Ui đồng chí kia chạy đâu đây. Điểm danh nè, điểm danh mình đã chạy hả. Đồng chí kim cương, đồng chí vàng là 2 nè. Điểm sao cho chính xác nhất ta. Giờ rối quá, mình một hồi là thiếu đó. Một nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Còn ai đứng nữa, 12. Đồng chí này đứng ra để dễ điểm danh coi. Ây da. Ui, không cố ý. Ây da, đập cái cỏ thôi mà. Ăn cho hồi máu nha, 14 nè. Giờ đội quân của mình có 14 đồng chí sói đúng không? Rồi ok, giờ 14 đồng chí này đứng lên đi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Rồi, lên đường nha. Mang những bé hưu về nhà. Nhưng mà bây giờ mình cần phải có cái bản đồ cái đã. Quên đường rồi. Để coi, mấy bé hưu. Đây, bé hưu này. Vậy là phải đi ngược hướng bên này nè. Rồi chuẩn luôn, lấy lại cái ba lô và đi thôi, lên đường nào. Đường đi á, mình gặp bất kỳ con quái vật nào mà đánh mình á, mình sẽ cho đội quân chó sói của mình phát huy công dụng nha. Rồi giờ thì lên đường thôi. Coi đội quân chó sói của mình dưỡng suối nè. Ui vất vả rồi, nước lạnh như vậy mà phải bắt lội qua suối nữa, nhưng mà phải cố gắng thôi chứ sao giờ. Rồi giờ tiếp tục thôi. Ui, không được làm hại mấy bé sói của tôi. Không được nha, giỡn vậy không vui đâu đó. Mấy bé sói thấy vậy chứ yếu ớt lắm, mấy con quái vật mạnh khều một phát là chết hả. Rồi đi tiếp thôi. Mình gặp một bà phù thủy nè. Chắc phải cho bà phù thủy này biết sức mạnh của đội quân chó sói rồi. Đội quân tấn công. Rồi tấn công. uống đi, hồi máu lẹ đi. Ui, tội bà phù thủy quá à. Tốt lắm, đội quân làm tốt lắm. Phải vậy chứ, đội quân của anh mà. Và... ui kìa, bé hưu kìa. Rồi, chuẩn bị dẫn bé hưu về thôi. Nhưng mà khúc này thì hơi khó nè, không biết cái cọng dây có lôi lên được không ta. Hy vọng là lôi được. Giờ thì mình sẽ qua đây uống một ngụm nước trước, sau đó tiến lại gần mấy bé hưu và dẫn về thôi. Sẵn tiện đây mình sẽ múc thêm ít nước mang theo dọc đường để uống luôn. Đây, múc nè. Rồi, đi tiếp thôi. Lấy sợi dây ra. Mình cần phải gỡ cái thuyền này ra nữa. Và phải cẩn thận để không thôi đánh trúng mấy cái... Ui, đồng chí đội trưởng này sao lại trèo lên thuyền. Sao tôi lo được. Ồ may quá. Rồi. Ủa mà đồng chí này đừng có leo lên thuyền nha.
Trời ơi, sao khổ thế này. Tạm thời cho. Ấy da, da, không được, buông ra bé hô chạy liền. Ủa mình còn một cọng nữa đâu mà ta? Ủa mình còn một cọng nữa mà. À đây đây có rồi nè. Đi ra bé hô, đừng có leo lên thuyền. Ui, đội quân chó sói của mình sao lại ham chơi như vậy, leo lên thuyền làm gì? Bây giờ mình buông ra không biết mấy bé hô này có chạy mất không ta? À có cách rồi, giờ thì mình sẽ đạp cái thuyền thì hơi nguy hiểm á, sợ đánh trúng. Đó, mình đạp là không có trúng đâu. Đau một lần rồi thôi hay sao ta? Cái này mấy máu đây? 9, 1, 19,35 máu hả? Làm liều nha, dùng cái cúp đào đi. Đó, được nè. Đó, đau một lần rồi thôi mấy em ơi. Ui, cũng cháy rồi. Ui, đừng có chạy nha mấy mấy hôn. Ui, ổn không em, ổn không em? Ui, còn 12 máu hả? Ăn, ăn, ăn vô, ăn vô, ăn vô. Ui, giờ mình phải giải cứu cho bé sói trong đội quân mình nữa chứ. Đập cái cục này ra trước nè. Đó, được rồi. Ok, giờ mình sẽ lại đây và dẫn mấy bé hô về. Đó, có dây nè, một cọng. Một bé. Hai bé, rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, à khoan, chuẩn bị hoàn thành thôi. Giờ thì phải mang về nhà an toàn trước cái đã. À, đi đường nào là dễ nhất ta? À, đường này nè, đường này lên dốc được nè. Sợ cao quá, mấy bé hô không có leo lên được đâu. Rồi, đi về thôi. Trên đường về thì đội quân sói phải đảm bảo cho sự... Ui, ui sao còn một bé vậy, bé này ở đây đi, anh lội qua đây anh dẫn bé còn lại cái đã. Ui dẫn một hồi chắc về chắc không còn đâu á. Không dây đâu rồi, à đây cũng dây này nè. Rồi đi tiếp, đi tiếp, mình lo nhanh quá thì sợi dây sẽ bị đứt ấy, tại vì dây bằng slime mà nó rất là dễ đứt luôn. Ấy da, da, bé này đừng có chạy nha, nước lạnh lắm đấy. Rồi lên đây, cố lên mấy em ơi, qua ngọn núi này là chúng ta có thể dễ dàng đi hơn rồi. Cố lên, và giờ thì mình đang bị lạnh nè, tại vì mới chậm nước một xíu ấy. Rồi cố lên nào, đi hướng đứng nào ta, đây đây hướng này, hướng này, rồi đi lên, buộc cẩn thận nha, mình từng từng một hồi rớt xuống một cái mà mấy bé này ha tử nạn dọc đường là thôi mình ân hận á. Lên 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 lên, đúng đúng đúng, ủa da, vui chết rồi, mình bị sốc nhiệt rồi, lẹ lẹ nhanh chân lên đội quân ơi, về nhà thôi. Về nhà kẻo chết cóng. Ui ui, đứt dây. Ây da, dây yếu quá. Ủa cũng dây đâu rồi? À đây đây, cũng dây đây nè, đừng có chạy mới, đừng có chạy. Đây đây, đi ra theo anh. Vừa không biết mình có chịu nổi qua cái cơn lạnh này không ta. Ui lại đứt rồi. Ui, mình chế tạo chúng cái cọng dây dởm rồi, đứt hoài à. Rồi rồi, đi. Để lên. Ui, cái phần đầu của mình mất hết một trái tim rồi kìa. Còn bao nhiêu nữa mới tới nhà ta? Còn xa lắm. Rồi chặng đường này có vẻ chông gai đây. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Rồi giờ về về nhà thôi nào. Cố lên mấy em ơi, một xíu nữa thôi là chúng ta đã về tới nhà rồi kìa. Giờ tuyết đã phủ trắng xóa cái khu vực của mình luôn rồi. Thế là mùa đông đã tới rồi các bạn ơi. Thôi, đành phải chịu thôi chứ sao giờ. Mình sẽ cho mấy cái bé hươu này vào bên trong ngôi nhà của mình để sống nha. Nhưng mà mấy bé này bự quá, chắc mình sẽ buộc tạm ở ngoài trước cửa đi. Đó, tạm thời ở bên đó nha. Còn đội quân chó sói thì có thể vào trong nhà để nghỉ ngơi rồi đó. Vô nhà nào. Giờ vô nhà mới là mệt nè. Nó vô điểm quân lại. Một, hai, à không, lên 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 tầng 2 đi, lên tầng 2 điểm quân cho dễ. Ui lạnh quá, không biết mình có kịp điểm quân không nữa. Rồi. Một, hai, ba, bốn, năm nè. Ây da, sáu. Tiếp, lên đây tiếp đi. Mấy đồng chí kia lên đây nào, lên đây. 6 rồi, 7 nè. 8, 9, 10. Ui, còn 4 đồng chí nữa đâu. Ui, à đây đây, 11, 12, 13. Còn một đồng chí nữa. Một đồng chí nữa đâu, ra lẹ đi, tôi gần chết cống rồi nè. Một đồng chí nữa đâu. Ủa, còn một đồng chí nữa đâu ta. Đồng chí này có sẵn trong nhà rồi. Không ổn thì mình vô ngủ cái đã các bạn ơi, để cho nó hồi lại vết thương cái đã. Ui giờ ban ngày nữa hả? Tắt 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 máy lạnh, Ây da, lạnh quá, Tắt máy lạnh đi. Ủa vậy là mình mất hết một đồng chí rồi hả? Ủa mất hồi nào ta? Ồ không.
Ôi, đồng chí kia đã hy sinh vì cái nhiệm vụ dẫn mấy bé hô về rồi. Ôi, cho nên bây giờ mình sẽ cố gắng nuôi dưỡng mấy bé hô này, tại vì đã hy sinh một đồng chí dọc đường đi ấy. Mình không biết hy sinh lúc nào luôn á. Ôi, sorry cái đồng chí nào mà vừa hy sinh nhá. Còn giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ là một cái rồi chúng ta cùng nhau làm công việc tiếp theo nha các bạn. Chuẩn bị đi khám phá nữa thì mình mới phát hiện bé sói số 14 này núp ở phía sau cái bụi cây này nè các bạn ơi. Nãy giờ như tránh đông hay sao á. Là mình tìm quá trời luôn à. Từ từ sẽ có hình phạt riêng cho bé này. Cái tội mà ha dám trốn mình nha. Rồi tạm thời ở nhà để sưởi ấm đi. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái ngôi làng mà hôm trước mình tìm thấy hai cái xác của con rồng ấy. Mình thấy không lầm thì hình như ở phía dưới ngôi làng còn có một cái hang rồng khác nữa. Cho nên bây giờ mình sẽ trở lại đó và tiêu diệt nốt cái con rồng đó luôn để trả lại cái sự bình yên cho cái ngôi làng của mình. Và bên cạnh đó thì mình cũng có để ý rằng á, ở chỗ mình còn có một cái waystone, thứ mình có thể sử dụng nó để dịch chuyển đến những nơi khác có một cái waystone tương tự ấy. Nhưng mà bây giờ mình cần phải đặt tên cho cái khu vực này trước cái đã. Mình sẽ đặt cho nó là home đi. Rồi sau đó thì mình sẽ di chuyển qua cái ngôi làng bên kia để có thể dịch chuyển về cái waystone này nhá. Còn giờ thì mình sẽ di chuyển lại đó nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình di chuyển tới khu vực ngôi làng nhá. Ui. Ui, mình gặp một con rồng rồi. Ui, con rồng này kế cái vách núi luôn chứ. Ui kìa, nó ở dưới kìa. Giờ thì mình có kháng lửa rồi nên mình cũng không sợ những phát bắn của nó cho lắm. Chỉ sợ nó gấp mình lên trời rồi nó thả xuống thôi. Ui, nó xuống dưới ăn thịt khủng long à. Ui, con rồng này liều thiệt á. Dám xuống dưới ăn thịt khủng long hả? Dám xuống dưới. Dám xuống dưới nè, cho người chết luôn. Dám xuống dưới. Dám xuống dưới hả? Để coi mình tiêu diệt nó trong bao nhiêu giây. Xuống dưới ăn thịt khủng long. À, giờ nó lên nó ăn thịt mình rồi. Ui, nó thấy mình rồi, nó lên ăn thịt mình đó. Lên đây nào. Lên đây nào. Cận chiến luôn. Ấy da. Cận chiến luôn. Này thì quánh mình hả? Ấy da, mình phải ăn vô đã. Ăn cái này thì mình có thể chạy được vết thương ấy. Thịt của con đó khá là tốt. Ủa nó chết rồi. Ui nó chết rồi. Ui chết hồi nào không hay luôn á. Giờ mình khỏe quá, mình có thể kháng lửa nè. Giờ thì chú còn làm gì được tôi nè. Hôm trước ăn hiếp ai vậy ta. Giờ thì sơ thịt của con rồng này thôi các bạn ơi. Vứt mấy cái thứ lên tàn tinh thôi. Lấy thịt nào, hy vọng con này cho nhiều vải một xíu. Hình như con này là rồng Emerald á. Nó màu xanh nè. Đúng không? Đúng luôn, rồng Emerald cho được 23 vải. Và nó cấp độ 3 thôi hả? Cấp độ 3 mà cho 23 vải là cũng tốt rồi đó. Ít cái Blade Rod cũng như là Gunpowder. Giờ thì mình sẽ lên đây kiểm tra thôi. Trong cái rương này có mũ sắt thì không cần. Khoai tây thì không cần. Obsidian, à cái này lấy được, cái này đào hơi lâu nên mình sẽ lấy mang về. Còn mấy cái rương này thì sao? Cái con này có vẻ... có kim cương luôn. Và khá là nhiều rương ở khu vực nó sống ấy. Tao hồ mà lấy hát diệm thạch và sách nữa nè. Lấy về. Bên đây là hát diệm thạch. Ồ, mấy cái này nhiều hát diệm thạch vậy ta. Mana có ship chắc mình sẽ lấy. Có gì mình chế tạo những cái quyển sách nghiên cứu về mấy con rồng hoang dã. Có vẻ hết rồi. Ở đây con vàng nè và mana có ship. Bên đây cũng vậy luôn. Và trên này thì có vàng. Đúng là hang rồng mà. Rồi giờ thì chắc mình sẽ trở lại cái ngôi làng tiếp. Ui chưa. Ở đây còn có một cái công trình dưới lòng đất nữa. Được vậy ta, để bây giờ mình sẽ đánh dấu ở đây thêm một chỗ nữa đi. Có gì mình quay lại đây rồi mình sẽ khám phá sau. Mình sẽ đánh dấu ngay chỗ mình một cái. Đây, đánh dấu vô. Rồi, nguy hiểm nha. Còn giờ thì tiếp tục lên đường thôi các bạn ơi. Mình gặp được cái gì nè. Ủa mấy cái cây này thiệt tình á, cứ đâm người ta hoài. Ủa cái quặng gì lạ vậy, phát sáng luôn. Cái mảnh vỡ gì nè. Dùng để chế tạo phi tiêu à. Nung lên được luôn hả? Cái này có làm được gì nữa không? Quặng gì đã vậy. Để mình đào một ít về thôi. Nó còn cho kinh nghiệm nữa chứ. Lượm về. Đã vậy ta. Chôm về một ít về coi.
23 hả? Đào thêm một lần nữa. 24 rồi, một lần nữa đi. 25 rồi, 25 cái là được rồi đó. Và giờ cũng ban đêm rồi nè. Và cái ngôi làng của mình gần cái khu vực vùng đất bóng tối nên cũng hơi nguy hiểm. Tại vì khu này mình nghĩ chắc sẽ có nhiều quái mạnh lắm. Nhìn cái vùng đất thôi là nhìn thấy sợ sợ rồi. Nhảy xuống nước nè, lấy thêm nước uống thôi chứ giờ mình hết trơn nước rồi. Và mình cũng đã di chuyển tới ngôi làng rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ nha. Đó chính là sử dụng cái Waystone ấy. Tại vì mình chưa có sử dụng Waystone lần nào hết nên giờ mình sẽ test thử. Mắc quá thì chịu khó lại bộ lại đây thêm một lần nữa chứ sao giờ. Cái Waystone đâu rồi ta? Ủa mình nhớ đây có cái Waystone mà. Ủa? Waystone nó gần khu vực này lắm nè. Mình nhớ không lầm là nó đâu đây thôi. À đây 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 đây, Waystone nè, Waystone nè. Rồi, kiểm tra. Cái này là village coi. Village. Rồi. Nè, được nè, được nè. Mình sẽ về nhà thử coi. Ten ten. Wow. Village. Wow. mình dịch chuyển siêu nhanh luôn á. Được rồi. Vậy là mình có thể qua thăm làng thường xuyên. Và mình nhớ không lầm cái hang rồng đâu đây thôi hả? Ủa đâu ta? Hôm trước mình đi ngang mình thấy rõ ràng cái cục đất. Ui con chim gì đây? Con chim. Ui con chim gì á? Ui nó rơi ra cả cái đầu của nó nè. Ủa mình nhớ rõ ràng. Đây nè. Đây chính là cái hang ổ của rồng nè. Và ở phía dưới chính là một con rồng á. Nhưng mà chưa biết rồng gì thôi. Và bây giờ thì chắc mình sẽ về nhà ngủ một giấc đi. Rồi khi nào chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Tại vì nãy mình mới chiến đấu với một con rồng ở ngọn núi rồi nên giờ cũng không muốn chiến đấu thêm đâu. Rồi giờ thì mình sẽ quay về nhà để dưỡng thương một cái nha các bạn. Ây da. Trước khi về phải tiêu diệt mấy con quái trước cái đã. Dám làm phiền mình hả? Búp. Nào đâu có dễ nổ đâu Ripper. Giờ mình có cung xịn. Ủa nổ xịn rồi mà. Rồi giờ thì về nhà thôi. Sử dụng Waystone nha, không đi bộ đâu. Mình hơi bị thích cái Waystone này luôn á. Phải chi mang cái Waystone này đem vô nhà mình được, mình sẽ mang vô luôn. Rồi về nhà nè, ten ten. Không mất cái gì luôn á. Mình lại siêu nhanh luôn. Rồi giờ thì về nhà ngủ một giấc thôi. Mấy bé hươu thì mình cũng đã dẫn về rồi. Nhưng mà mình chưa biết cách để có thể nhân giống ra ấy. Bây giờ mình sẽ mang lúa nè. Coi nào còn cái gì cho ăn được ta. Táo nè, đó hai thứ này để coi coi. À mà còn cà rốt nữa chứ. Cà rốt thì mà cà rốt ngoài vườn mà có gì mình thu hoạch cũng được. Để mình coi coi thứ nào có thể thuần phục được nhá. Tại vì trong Minecraft chỉ có một vài loại thức ăn có thể thuần phục được động vật thôi, cũng như là cho nhân giống ra ấy. Có vẻ là không ăn lúa rồi, không ăn lúa rồi. Ồ nhưng mà ăn táo. Ăn táo nha. À mà quên nữa, mình phải cởi dây ra thì mấy bé này mới đẻ ra được. Cởi dây nè, rồi. Ơ sinh sản đi. Ủa không sinh sản á, nãy hiện tim mà. Chắc bây giờ mấy bé này chưa có muốn ăn thêm á, đợi khi nào đói thì mình sẽ cho ăn thêm. Và cho mấy bé này đẻ ra mấy bé hươu con nhá. Chắc cái đó sẽ dễ thương lắm luôn á. Rồi, và tổng kết trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ đưa hai bé hươu này về nhà rồi. Rất là an toàn và không có hy sinh một đồng chí nào hết. Bên cạnh đó mình cũng có tiêu diệt được thêm một con rồng Emerald và tìm thêm được mấy cái vải nè. Sắp tới mình sẽ sử dụng nó để nâng cấp hoặc là chế tạo thêm mấy cái bộ giáp mới nhá. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.